Sau khi sắp xếp linh kiện, chúng ta sẽ thực hiện các bước chuẩn bị trước khi autoroute. Trước tiên, chúng ta chọn lớp để autoroute. Đây là mảnh in một lớp, nên chúng ta chỉ giữ lại lớp bottom và in usual các lớp còn lại. Trong phần này, các bạn chỉ cần in usual lớp top, lớp inner 1 và lớp inner 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ định độ rộng cho các đường nét vào option Next, double click vào Width để chỉnh lại độ rộng của đường nét. Đối với các đường mask nguồn, các bạn nên chỉnh độ rộng cho to hơn các đường tín hiệu. Tất cả đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành autoroute và autoroute bore. Layout sẽ tự động autoroute cho chúng ta. Công đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra lại các đường tiền nối đã được nối hết hay chưa và đi đường đồng lại cho thật đẹp. Ở đây chúng ta thấy có một đường tiền nối chưa được nối. Vì thế ta sẽ đi tay lại đường nét. Trong trường hợp không thể đi tay lại đường nét, các bạn phải thực hiện zoom. Và việc thực hiện zoom như thế nào sẽ được hướng dẫn chi tiết ở phần sau. Tiếp theo là việc chỉnh sửa lại các đường nét cho thật đẹp. Đây là một ví dụ điển hình dùng Edit Root Mode. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa lại linh kiện sao cho thật hợp lý. Để anh rút một đường đồng, chúng ta click chọn vào nó và ấn phím D. Tương tự, chúng ta sẽ in rút cái đường khác nó đến nó. Chọn Component Tool để di chuyển linh kiện. Sau khi đã đặt linh kiện hợp lý, chúng ta chọn Mode Add Edit Root Mode để đi lại đường nét. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong autoroute một bo mạch.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về phần Couple Board.